Anh Trung nói là mẫu bạn gái lý tưởng của anh Trung là hiền. Thì anh Trung nhìn em có hiền không anh? Anh đổi gu rồi. Mình tin vào tình yêu sắp đánh. Một người dễ thương. Vậy thì anh thích cá tính hay nội tâm? Mình thích bạn. Anh khẳng định với Thương là bốn bạn đều nói xạo hết á. Trời ơi. Mọi thứ mình không cần phải nhớ hết, xin miễn hai đứa mình nhớ nhau suốt đời. Không có được em. Em phải nhớ, ví dụ người nào muốn nợ em, anh nhớ giùm đến đòi nợ. Hai người mà não cá vàng với nhau mà về với nhau không biết nhà mình ở đâu luôn à. Với lại không sao, anh thiếu kinh nghiệm, em có kinh nghiệm, em có thể. Thì Phương chỉ có kinh doanh trà sữa. Hôm nào em ghé qua uống được không? Được, miễn phí luôn. Đó, khổ lắm. Nhau đi nào. Anh yêu em.